Để có được tương tác từ short video thì trước mắt bạn phải có nội dung cái đã. Và short video để làm gì? Mình nên sử dụng nó trong trường hợp nào? Theo mình hiểu, short video là một cái clip tóm tắt lại một cái câu chuyện gì đó của bạn, nó cực kỳ ngắn ở dưới 60 giây thôi, 59 giây, để YouTube họ có thể đề xuất lên cái kệ của short. Và mình nên dùng short video ở cái trường hợp nào? Trong trường hợp là bạn đã có nội dung ha. Bạn đã tạo được một cái danh sách phát nó liên quan đến nhau, những cái clip đó liên quan đến nhau. Ví dụ như mình có một cái danh sách phát về xe Minh Khờ ấy, hướng dẫn tự sửa xe rồi chia sẻ những câu chuyện hay ho. Mình sẽ chắt mót từng câu từng chữ ở trong mỗi clip đó để tạo thành một cái short video. Thế thôi. Hãy sử dụng short video đúng mục đích. Để khi short video của mình, cái title của mình nó được bắt trend hoặc là được nhiều người tìm kiếm thì nó sẽ lên kệ thôi. Thì được nhiều người xem thôi, và người ta xem thì người ta sẽ làm theo hướng dẫn của cái call out của mình, là có một cái hình tròn kéo về dưới góc này nè, xong rồi bung lên một cái, coi thêm ở đây ha, thông tin mô tả chứ đừng vô báo cáo. Đó, thì khi mà anh em tạo một cái short video thì hãy làm cho nó bài bản như thế, thấy chứ đừng có làm bừa làm bậy rồi nó lại không hiệu quả mà nó còn giảm giờ xem trung bình của cái kênh của mình nữa. Sau mấy clip, 4-5 clip về short video thì giờ xem của mình nó giờ xem trung bình của cái kênh mình nó giảm xuống còn dưới 1 phút à, choáng lắm. Để mọi người subscribe kênh của bạn thì bạn phải có cái nội dung cái đã chứ, sắp xong rồi không không có cái gì để coi hết, hoặc là coi xong nó trôi đi mất tiêu luôn thì cũng sắp làm cái gì. Cứ tạo nội dung cho mình đi, giống như cái kênh YouTube của mình nó cũng 8 năm rồi, sắp bước qua năm thứ 9 thôi, hơn 400 clip. Hình ảnh thì toàn tự của mình quay không, không vi phạm bản quyền, thế thôi, không có chôm, không có xin của ai hết. Còn nhạc thì mình có xin của, ví dụ như Thế Thịnh, cái bài gì Từ Biệt Một Nửa Yêu Thương á, bữa ngồi nhậu với ổng thấy đờn ca hay quá, quay luôn, anh Thịnh cho em quay được không? Đấy, thế là chơi thôi. Còn cái bài gì của Đen quên mẹ nó rồi, Đen với Kim á, thì bài đó thì mình cũng inbox Quỷ Đen xin xin nó, ê cho tao bài này làm YouTube nha, đừng báo cáo nha, má khổ tao lắm. Hoặc là bài Hoang Ca của Lĩnh và Nguyễn Nho Trường Sa thì mình cũng đã xin, ngỏ lời xin sử dụng lại cái khúc đó từ anh Lĩnh. Thế thôi, đã sáng tạo thì hãy tạo ra cái của mình, còn khi mà không tạo ra được cái của mình thì đi xin chứ đừng có đi chôm kỳ lắm.